Chào mọi người, qua phần 1 lịch sử xứ sở Vạn Đảo, chúng ta đã cùng trải qua chuyến hành trình khám phá các vương triều thịnh đạt tại đây. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quá trình kiến tạo nên những quốc gia Đông Nam Á hải đảo hiện đại nhé. Ngày hôm nay sẽ là đất nước Indonesia và Đông Timor hiện đại. Quay trở lại với xứ sở Vạn Đảo, trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong khi quốc gia đầu tiên đặt nền thuộc địa tại đây là Bồ Đào Nha, chỉ còn kiểm soát một số đảo nhỏ, đáng kể nhất là đảo Timor. Thì hai nước đế quốc khác là Anh và Hà Lan lại chiếm cứ phần lớn vạn đảo và chia nhau phạm vi ảnh hưởng tại đây. Trong khi Anh nắm chắc vùng lãnh thổ phía Bắc gồm bán đảo Mã Lai và phía Bắc đảo Kalimantan, thì tại phía Nam, Hà Lan nắm giữ hầu hết các lãnh thổ còn lại của vạn đảo, bao gồm phía Nam đảo Kalimantan, đảo Java, Sumatra và Papua New Guinea. Phần lãnh thổ kiểm soát bởi người Hà Lan kiểm soát này rất giàu tài nguyên và đặc biệt là nguồn cung cấp độc quyền về hương liệu trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, eo biển Sunda giữa hai đảo Sumatra và Java cũng là điểm quan trọng, giao thương sầm uất không kém eo biển Malacca với đảo quốc Singapore ở phía Bắc. Phần lãnh thổ trù phú này chính là tiền thân của đất nước Indonesia hiện nay. Tuy nhiên, trong phần lớn khoảng thời gian cai trị, Hà Lan phải rất khó khăn để quản lý các lãnh thổ thuộc địa của mình tại đây bởi niềm tự hào về các triều đại xưa kia vẫn mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư bản địa. Cộng với đó là diện tích lãnh thổ rộng khiến việc cai quản hết sức phức tạp. Các cuộc nổi dậy chống lại Hà Lan diễn ra thường xuyên, tuy vậy các cuộc nổi dậy thường bị nghiền nát ngay sau đó. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất có lẽ là cuộc chiến tranh Java năm 1825, cuối cùng bị dập tắt với hơn 200.000 người thiệt mạng. Trước tình hình thường xuyên bất ổn tại xứ thuộc địa, Hà Lan chỉ tập trung khai thác tài nguyên một số vùng màu mỡ. Trong suốt khoảng thời gian 45 năm từ sau năm 1830 đến đầu chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914, công cuộc khai thác đạt đến điểm cực thịnh, hệ thống thuộc địa mang lại sự giàu có cho Hà Lan và các đồng minh tại xứ Vạn Đảo. Công cuộc khai thác thuộc địa dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ của kinh tế, sự thay đổi mạnh mẽ của kinh tế dẫn đến những thay đổi trong xã hội. Thêm vào đó, với những tư tưởng thời đại tự do dân chủ được truyền đến Vạn Đảo, tạo ra những biến chuyển sâu sắc tại các thuộc địa của Hà Lan. Những phong trào dân tộc đầu tiên được hình thành và quốc gia hiện đại Indonesia được đánh thức. Ý niệm về dân tộc được phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của đấu tranh diễn ra trong suốt khoảng thời gian sau đó tại xứ Vạn Đảo. Tuy nhiên, phong trào dân tộc thường xuyên bị đàn áp nặng nề. Phải đến chiến tranh thế giới thứ hai với cuộc xâm lược của đế quốc Nhật Bản vào Đông Nam Á, sự cai trị của Hà Lan bị lật đổ, phong trào dân tộc Indonesia mới được khởi phát trở lại. Đầu Thế chiến thứ hai, tháng 5 năm 1940, mẫu quốc Hà Lan bị Đức quốc xã chiếm đóng, dẫn tới chính quyền thuộc địa Hà Lan tại Indonesia bị tê liệt và trở thành miếng mồi ngon cho đế quốc Nhật Bản. Đến tháng 12 năm 1941, Nhật Bản bắt đầu cuộc chinh phạt Đông Nam Á và đến tháng 3 năm 1942, người Nhật đánh bại các lực lượng cuối cùng của Hà Lan tại Indonesia. Indonesia rơi vào tay của đế quốc Nhật Bản. Những chính sách khai thác thuộc địa thời chiến được Nhật áp dụng triệt để lên vùng đất màu mỡ này. Các phong trào dân tộc Indonesia sau khi bùng phát trở lại trong thời gian ngắn đã nhanh chóng bị dập tắt. Phải đến cuối cuộc chiến, trước sự suy yếu của Nhật cùng với những hỗ trợ của quân đồng minh, phong trào mới phát triển trở lại. Tháng 8 năm 1945, sau khi hứng chịu hai quả bom nguyên tử, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân đồng minh. Tận dụng thời cơ này, các nhà lãnh đạo yêu nước Indonesia đã nhanh chóng tuyên bố thành lập đất nước Indonesia độc lập. Tuyên bố được công khai vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, đưa Indonesia trở thành quốc gia thuộc địa tuyên bố độc lập đầu tiên tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau tuyên bố độc lập, ngay lập tức Indonesia phải đương đầu với lực lượng Nhật Bản vẫn còn đồn trú tại đây. Cuộc chiến ngắn nổ ra trước khi quân Nhật bị giải giáp bởi quân đồng minh, nhưng cuộc chiến tranh độc lập của Indonesia vẫn chưa kết thúc với sự quay trở lại của Hà Lan. Với sự giúp sức của Anh, Hà Lan trở lại trong cuộc chiến với Indonesia diễn ra 5 năm từ năm 1945 đến năm 1949. Cuối cùng, sau sự hy sinh của khoảng 200.000 người, Indonesia giành được độc lập. Cuối năm 1949, Indonesia được Hà Lan công nhận là quốc gia độc lập và tiến hành bàn giao lại các vùng lãnh thổ Indo.
Đồng thời, các lực lượng Hà Lan được lệnh triệt thoái về vùng Tây Iran, phần phía Tây đảo Papua New Guinea hiện nay. Đến tháng 10 năm 1950, Indonesia chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc, mở ra thời kỳ Indonesia độc lập. Cũng giống như nhiều các quốc gia thuộc địa vừa giành được độc lập khác, Indonesia rơi vào những khủng hoảng trầm trọng về cả chính trị, kinh tế và xã hội. Những bất ổn thường xuyên nổ ra trong lòng đất nước cùng với cuộc chiến năm 1961 tại vùng Tây Iran và tại Đông Timor năm 1975 đã đẩy đất nước Indonesia non trẻ gặp vô vàn khó khăn bất chấp những nỗ lực phát triển đất nước sau độc lập. Phải đến cuối thế kỷ 20, Indonesia mới dẫn thoát khỏi bóng ma bất ổn và phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 21. Ngày nay, với dân số trẻ hơn 300 triệu người cùng diện tích lãnh thổ rộng lớn và màu mỡ, Indonesia hiện đại hứa hẹn sẽ lớn mạnh và trở thành một con rồng châu Á trong tương lai. Đông Timor. Lịch sử đất nước Đông Timor gắn chặt và là một phần của lịch sử xứ sở vạn đảo chúng ta đã tìm hiểu. Những biến chuyển sâu sắc tạo nên một quốc gia độc lập tại vùng đất này được bắt đầu từ khi người Bồ Đào Nha đặt quyền thống trị lên xứ vạn đảo. Đến thế kỷ 19, người Hà Lan dần thay thế vai trò cai trị của Bồ Đào Nha tại xứ vạn đảo. Hà Lan đã lấn tới vùng đảo Timor và chiếm quyền kiểm soát khu vực phía tây của đảo. Về phía Bồ Đào Nha, sau khi mất hầu hết vùng thuộc địa tại vạn đảo, phần phía đông đảo Timor trở thành điểm đảo cuối cùng Bồ Đào Nha trong khu vực. Để ngăn chặn việc mất kiểm soát hoàn toàn tại xứ vạn đảo, Bồ Đào Nha ký với Hà Lan Hiệp ước năm 1859 và chính thức phân chia ranh giới giữa hai nửa Tây và Đông của đảo với Hiệp ước năm 1916. Ngày nay, đường biên giới này tiếp tục được kế tục bởi hai nước Indonesia ở phía Tây Timor và Đông Timor ở phía Đông. Đối với người Bồ Đào Nha, Đông Timor chỉ có vai trò về thương mại với các cảng biển thông thương, vì vậy quá trình khai thác thuộc địa gần như chỉ dừng lại tới mức tối thiểu. Ngoài cảng biển, Bồ Đào Nha đầu tư rất ít vào đây. Cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế đều ở mức tối thiểu. Đông Timor chịu quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha tới Thế chiến thứ hai đến khi bị quân Nhật chiếm đóng. Sau Thế chiến, Bồ Đào Nha quay trở lại và tiếp tục cai trị vùng đất này đến năm 1974. Sau cách mạng Hoa Cẩm Chướng tại mẫu quốc Bồ Đào Nha, chính phủ mới quyết định từ bỏ vùng lãnh thổ Đông Timor. Bồ Đào Nha hoàn toàn từ bỏ Đông Timor vào năm 1975 và quốc gia Đông Timor tuyên bố nền độc lập vào ngày 28 tháng 11 năm 1975. 9 ngày sau tuyên bố của Đông Timor, các lực lượng Indonesia từ phía Tây tiến sang chiếm đóng vùng đất này. Sau đó, Đông Timor tuyên bố trở thành tỉnh thứ 27 của Indonesia vào năm 1976. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian sau đó, căng thẳng xung đột nổ ra trên khắp Đông Timor, giữa một bên là các lực lượng đòi độc lập với một bên ủng hộ việc sáp nhập vào Indonesia. Cuộc xung đột diễn ra suốt 25 năm, từ năm 1975 đến năm 1999, đã gây thương vong lớn. Cuối cùng, đến ngày 30 tháng 8 năm 1999, một cuộc trưng cầu dân ý về việc lựa chọn giữa việc là một khu vực tự trị thuộc Indo và việc trở thành một quốc gia độc lập được diễn ra. Dưới sự đồng thuận của Indonesia, Bồ Đào Nha và Mỹ, Liên Hợp Quốc đứng ra bảo trợ cho cuộc trưng cầu này. Kết quả, 80% dân số Đông Timor chọn độc lập. Đông Timor chính thức được độc lập và bước vào quy chế chuyển giao cho Liên Hợp Quốc bảo trợ. Ngày 27 tháng 9 năm 2002, Đông Timor trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc.
Hiện nay, thoát ra những bất ổn sau khi giành độc lập, Đông Timor đang trên con đường trở thành thành viên thứ 11, mảnh ghép cuối cùng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Dự kiến sẽ được phê chuẩn vào năm 2020 với vai trò Chủ tịch Hiệp hội của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo về lịch sử các nước Đông Nam Á.